Khánh Chi 40 tuổi, Hương Giang Idol 26 tuổi, ai xứng là nữ hoàng chuyển giới V-Big? Họ là hai ca sĩ chuyển giới gây chú ý nhất nhì làng giải trí Việt, ai cũng ngày một hoàn thiện để trở nên nữ tính hơn. Trong showbiz, Lâm Khánh Chi và Hương Giang Idol là hai nữ ca sĩ chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cả hai đã có hành trình dài đau đớn cả về tinh thần lẫn thể chất để có được niềm vui và thành công ở hiện tại. Gương mặt, hình thể của hai ca sĩ cũng ngày càng mềm mại và nữ tính hơn. Trong khi Hương Giang Idol thường chạy theo phong cách gợi cảm, thì Lâm Khánh Chi có phần e ấp và bánh bèo hơn. Xét về độ tươi mới và trẻ trung, nhiều người nhận xét Hương Giang Idol hơn Lâm Khánh Chi một bậc. Cô sinh năm 1991, trong khi đó Lâm Khánh Chi là đàn chị, sinh năm 1977. Nếu như trước khi chuyển giới, Hương Giang Idol đã có gương mặt thanh thoát và nữ tính, thì trước đó Lâm Khánh Chi là một nam ca sĩ được đánh giá điển trai. Chính vì thế, cuộc hành trình để có được vẻ ngoài thanh thoát đối với Lâm Khánh Chi khó khăn hơn đàn em khá nhiều. Hương Giang Idol gợi cảm và nóng bỏng khó cưỡng. Hương Giang Idol được cho là người chuyển giới thành công trong showbiz với hình ảnh ngọt ngào và nóng bỏng, khiến các cô gái xinh cũng có phần chào thua. Theo đuổi hình ảnh gợi cảm, Hương Giang luôn có những sự lựa chọn trang phục khoét trên xẻ dưới. Cũng không ít lần, cô rơi vào tình trạng bị phản cảm, tuy nhiên hầu hết đều được khen ngợi bởi sự nữ tính và gương mặt ngày càng hoàn hảo. Không chỉ ngày càng có ngoại hình nữ tính, Hương Giang cũng được khen ngợi về độ xanh mốt khi cập nhật xu hướng rất nhanh chóng. Cô cũng có những lựa chọn mang nhiều nét của các quý cô phương Tây. Nữ ca sĩ sinh năm 1991, khoe ba vòng chuẩn mực trong thiết kế váy đuôi cá. Tông màu pastel tôn da, nhìn dáng càng khiến vẻ đẹp của Hương Giang Idol được nâng tầm trong mắt công chúng. Cô cũng thuộc top ca sĩ Việt có phong cách táo bạo khi xuất hiện tại sự kiện. Và khi hóa thân thành cô dâu, nữ ca sĩ khiến chẳng ít chàng trai ước ao được thành chú rể. Kiểu mặc đồ khoe nội y cũng không thể làm khó vóc dáng thon gọn, vòng nào ra vòng đáy của cô. Và dĩ nhiên, cô luôn triệt để khoe lợi thế vóc dáng qua cách chọn trang phục. Bộ đồ cổ chữ V này là một ví dụ. Lâm Khánh Chi ngày càng nữ tính. Cô ngày càng thể hiện sự nhẹ nhàng và nữ tính khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Nếu như ban đầu cô bị đánh giá là xến và rườm rà, thì gần đây hình ảnh đã đẹp hơn rất nhiều khi biết cách tiết chế phụ kiện. Những chiếc váy xòe bồng cúp ngực chiếm phần lớn trong tủ đồ của nữ ca sĩ. Cô giữ cho mình một mái tóc dài dễ dàng có thể tạo kiểu và thích hợp với trang phục khác nhau. Lâm Khánh Chi chọn váy cầu kỳ khi xuất hiện tại tuần lễ thời trang. Nữ ca sĩ e ấp khoe bờ vai trong lớp vải xuyên thấu và rạng rỡ nở nụ cười trước ống kính. So với hình ảnh thuở ban đầu, Lâm Khánh Chi đã có màn lột xác vô cùng ấn tượng. Là con gái Việt Nam, cô cũng đặc biệt yêu thích tà áo dài dân tộc. Không chỉ trong những bộ ảnh, trên sân khấu, đây cũng là hình ảnh quen thuộc của nữ ca sĩ 40 tuổi. Vẻ mong manh như thiếu nữ của Lâm Khánh Chi khi trang điểm nhẹ nhàng bên làn váy trắng. Cô cũng chẳng ít lần hóa thân thành cô dâu váy cưới lộng lẫy. Đầu tư và chăm chút cho hình ảnh của bản thân kỹ càng, cuối cùng cô cũng nhận được kết quả hài lòng. Ngoài công việc ca hát, cô cũng khá đắc xô chụp hình thời trang. Chuyện tình giống nhau kỳ lạ của hai mỹ nhân tuyệt sắc showbiz cùng xuất thân nghèo khó, Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đặng Thu Thảo như hai cô bé lọ lem cuối cùng đều có tình yêu đẹp như mơ với chồng đại gia trẻ trung và tài giỏi. Hai mỹ nhân nói không với scandal, gia đình 5 người của ngọc nữ màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà từng phải bán nhà để trả nợ, lúc đó cô mới 10 tuổi. Nữ diễn viên theo gia đình mưu sinh ở khắp nơi, sống tạm bợ trong những căn nhà trọ. Không có nhà để ở, cả gia đình Tăng Thanh Hà phải thuê trọ hoặc nay đây mai đó để mưu sinh. Tăng Thanh Hà kể, ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong ngôi nhà rất đổi bình thường thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó. Tuổi thơ khó khăn trong ký ức của Tăng Thanh Hà còn là những ngày phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ngày đó, cha mẹ cô có xe bán nước mía lưu động, nên ngoài thời gian học là cô lại ra đỡ mẹ bán. Đến giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh về ngày ấy. Cô bé 11 tuổi gầy gò và đen thui, đạp chiếc xe cà tàng của chị họ đi giao cơm cho mẹ giữa trời nắng chang chang. Người được mệnh danh là hoa hậu của các hoa hậu Đặng Thu Thảo, có lẽ là hoa hậu Việt Nam có cuộc sống bấp bênh và vất vả nhất. Thu Thảo sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Nam Bộ. Thu Thảo đang học năm cuối trung học phổ thông, gia đình cô gặp phải biến cố lớn. Công việc làm ăn của cha cô gặp khó khăn, ông lại mắc bệnh tiểu đường.
nên gia đình Thu Thảo phải bán đi căn nhà đang ở để có tiền trị bệnh cho người cha. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên Thảo ý thức được tự lực từ rất sớm. Dù được cưng nhất nhà là vì con gái duy nhất, nhưng Đặng Thu Thảo luôn cố gắng học, tự lo cuộc sống để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Để có thể thực hiện ước mơ đại học của mình, Thu Thảo đã phải tự bươn trải từ năm 18 tuổi. Từ bưng bê trong quán cà phê, làm nghề trang điểm, Thu Thảo đều nỗ lực mưu sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn. Từng gặp scandal, song điều đáng nói ở đây chính là cả hai người đẹp này chưa bao giờ có chủ đích tạo dựng bê bối để nổi tiếng như nhiều mỹ nhân khác. Hà Tăng từng nói là người của công chúng phải đón nhận dư luận như một người bạn, phải như thế mới vượt qua được chúng. Tôi không muốn làm mồi cho dư luận, tôi rất ghét việc hôm nay có một bài chỉ trích, hôm sau lại xuất hiện bài mình thanh minh, như vậy là không tôn trọng khán giả. Khán giả thông minh lắm, khi họ đọc bài không hay về mình, họ sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai. Nếu như yêu thích Tăng Thanh Hà, bạn sẽ biết rõ cô là người rất coi trọng giá trị gia đình. Gia đình ở đâu thì tôi ở đấy. Ngọc Nữ làng điện ảnh Việt từng phát biểu rất dễ thương. Theo phân tích tâm lý, với mẫu người phụ nữ này, họ không bao giờ làm những việc làm tổn hại đến gia đình và người thân. Chính vì thế cũng dễ hiểu khi hoạt động trong showbiz một thời gian đủ lâu, nhưng Tăng Thanh Hà chưa bao giờ tạo ra scandal để đánh bóng tên tuổi. Còn Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ngay khi vừa đăng quang ngôi vị, cô trở thành chủ đề bàn tán về học vấn và xuất thân. Tuy nhiên, cách Thu Thảo chọn đối diện với ồn ào là sự kiệm lời và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cô tập trung hoàn toàn vào các hoạt động từ thiện cũng như hoạt động xã hội như tặng quà, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Hoa hậu 2012 luôn hết mình với công tác xã hội từ Nam ra Bắc. Đến đâu cô đều cũng rất nhiệt tình, hòa đồng, rất chân thật và giản dị. Với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, Đặng Thu Thảo đã chứng minh cho dư luận cũng như người hâm mộ thấy mình xứng đáng với hình ảnh của một hoa hậu, được ưu ái gọi là hoa hậu của những hoa hậu. Thu Thảo cũng rất hạn chế tham gia quá sâu vào làng giải trí. Cô chỉ nhận lời tham dự một vài sự kiện có chọn lọc, chứ không tích cực chạy show như những hoa hậu khác. Chuyện tình đẹp như cổ tích của hai mỹ nhân tuyệt sắc. Không chỉ tương đồng về hoàn cảnh xuất thân và lối sống sạch, nói không với thị phi, hai mỹ nhân này còn có câu chuyện tình yêu giống nhau đến kỳ lạ. Chuyện hẹn hò của Tăng Thanh Hà với chồng đại gia bắt đầu từ tháng 10 2009, khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội với một chàng trai lạ. Sau 3 năm hẹn hò, chàng trai đó đã trở thành chồng của Ngọc Nữ. Lưu Y Nguyễn, chồng của Tăng Thanh Hà, chính là con trai của doanh nhân Do Thanh Hạnh Nguyễn, là chủ tịch của tập đoàn, có rất nhiều công ty con, trong đó có một công ty chuyên phân phối hàng hiệu tại Việt Nam. Và trong suốt 3 năm hẹn hò, Hà Tăng không ít lần bị báo chí bắt gặp cùng Lưu Y Nguyễn trong các sự kiện. Hình ảnh xuất hiện trên báo của cặp đôi này khá nhiều, nhưng chỉ là những lần đi cùng nhau, thậm chí cả hai còn cố tình né ống kính của phóng viên. Ngay cả khi được hỏi về người đàn ông luôn song hành với mình, cô Trúc của Bỗng Nhân Muốn Khóc chỉ tiết lộ ngắn gọn, anh ấy rất lãng mạn và tôi hạnh phúc về điều đó. Dù luôn xuất hiện tình cảm bên nhau, tuy nhiên cặp đôi không ít lần vướng nghi án rạn nứt tình cảm. Đáp trả lại tin đồn, cô luôn chọn cách im lặng và ứng phó dư luận bằng cách riêng của mình. Hiện tại sau 3 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà đã là mẹ của hai đứa con xinh xắn. Cô cũng đã rút khỏi các hoạt động showbiz và dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động kinh doanh nhà hàng của bản thân. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đã thú nhận là có hơn 1.000 ngày yêu với chồng sắp cưới. Giữa năm 2015, cô công khai tình cảm với Nguyễn Trung Tính, CEO một công ty bất động sản, trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sánh đôi bên hoa hậu của các hoa hậu là một chàng trai vô cùng điển trai, tài giỏi và thành đạt. Dù mới 28 tuổi, nhưng Trung Tính đã nắm trong tay nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Không những thế, bạn trai Thu Thảo còn có mặt trong top 30 người trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Nếu phải chứng minh cho câu trai tài gái sắc, Thu Thảo Trung Tính thật sự là một cặp đôi đáp ứng mọi tiêu chí. Khoảng thời gian đầu mới công khai tình cảm, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người cho rằng Thu Thảo Trung Tính cũng sẽ có kết cục sớm nở tối tàn như bao chuyện tình khác trong showbiz mà thôi. Thế nhưng, các cuộc tình chẳng được đặt nhiều kỳ vọng ấy lại tồn tại tới gần 3 năm trời. Cả hai âm thầm vun ván cho hạnh phúc nhỏ bằng tình yêu đặt trọn nơi đối phương. Trong số những hình ảnh hiếm hoi đăng tải trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi ghen tị trước ánh mắt đầy ngọt ngào mà Trung Tính dành cho người yêu, hay hành động chăm sóc tưởng chừng nhỏ nhặt mà đậm tình yêu thương của Thu Thảo.
Từ khi yêu nhau, Thu Thảo hầu như chưa bao giờ nhắc đến tên người yêu mỗi khi được phỏng vấn. Người đẹp chỉ chia sẻ ngắn gọn, cô đang có một cuộc tình đẹp và được gia đình bạn trai yêu thương. Cũng giống như đàn chị Tăng Thanh Hà, Đặng Thu Thảo sẽ lên xe hoa vào tháng 10 tới đây ở tuổi 27, khi vẫn đang ở đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp. Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ cô vẫn đi làm sau khi kết hôn để có sự độc lập nhất định chứ không muốn phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng. Tuy nhiên một thành viên trong ekip của cô nói sau khi kết hôn Thu Thảo sẽ chọn lọc. Với các lời mời làm việc hơn nữa, cô ấy muốn dành thời gian nhiều hơn để vun vén cho mái ấm mới cũng như chuẩn bị cho công việc kinh doanh riêng. Có thể nói chuyện tình đẹp như mơ của Tăng Thanh Hà và Lô Uyên Nguyễn và hiện giờ là Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trung Tính sẽ được nhiều người nhắc lại như một minh chứng đẹp cho tình yêu thời hiện đại.